Nhân dịp đầu tuần, chúc cho các quý vị công việc lúc nào cũng thuận lợi, mọi sự việc đều tốt đẹp trong công việc khởi sự của mình. Và sức khỏe các cô chú anh chị em lúc nào cũng luôn dồi dào. Mong là nền kinh tế của các quý vị nó vô ào ào. Cái câu này Nguyên khoái lắm. Cỡ này kinh tế của Nguyên đi du lịch thì nó xài chứ nó không có vô. Nhưng phải chịu thôi, lâu lâu mới đi mà. Mà lỡ đi rồi, Nguyên đã nói rồi, thà không đi thì thôi. Nguyên là một con chim không có chân. Thà không đi thì thôi, nếu mà nó đã đi rồi thì không biết chừng nào nó mới ngừng. Nó đã lấy cái chớn nè, nó lấy cái chớn mà nó đã bay đi rồi thì không biết chừng nào nó ngừng đâu. Chừng nào mà Nguyên cạn túi đó, mà Nguyên là bắt đầu là cái nó cạn túi mà nó sạch bách chân rồi đó, cái là Nguyên điện thoại đông tây nam bắc Nguyên mượn nợ rồi, lúc đó không ai cho mượn Nguyên mới về. Nguyên nói đùa thôi, những lời nói đùa đầu chương trình chắc quý vị bỏ qua một bên, chúng ta đi vào những bản tin. Các cô chú anh chị em cũng biết á, cái bầu cử ở tại đất nước Nga, cái kết luận, cái kết quả thì chúng ta đã biết, Putin đã thắng áp đảo với con số 87,8%. Đây là con số lịch sử. Đây nó còn nhiều hơn năm 2018 mà Putin, khi lúc đó cái sự phản bác Putin càng ngày càng nhiều, nhưng lá phiếu vẫn đổ xô về Putin. Trong Nguyên nói, con nít 3 tuổi nó cũng biết cái bầu cử này có vấn đề. Khi lúc đó hơn 15 tỉnh thành ở khắp nơi đất nước Nga đã bị người dân phá hoại những cái nơi bầu cử. Khắp nơi trên thế giới người ta biểu tình ở tại lãnh sự quán của Nga. Người biểu tình là người Nga. Trong Nguyên nói, cách trong thời gian bầu cử, tất cả lãnh sự quán của Nga trên thế giới, Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Châu, tất cả quốc gia, người Nga đến lãnh sự quán không phải đi bỏ phiếu mà phần lớn là đi biểu tình. Biểu tình. Nhưng mà chúng ta đều biết cái kết quả vẫn là như vậy. Thì Nguyên nói rồi, bỏ phiếu là một chuyện, quan trọng là người công bố. Và lời Nguyên nói có sai đâu. Cá cược bỏ phiếu Putin thì đã khẳng định là Putin đã thắng chắc rồi. Và có một cái điều vui nữa, sau khi người ta điều tra phía bên những cái tổ chức độc lập tại Nga điều tra, thì nó có một cái sự lạ kỳ trong cái giai đoạn đếm phiếu. Đặc biệt là có những cái nơi bỏ phiếu cùng số người, cùng lá phiếu giống nhau. Nó lạ kỳ lắm. Và nó thực tế thì không ai công nhận cái bầu cử này hết. Ông Pháp lên tiếng, ông Đức lên tiếng, ông Ba Lan lên tiếng, ông Mỹ lên tiếng. Không có ai thừa nhận cái bầu cử này nó minh bạch, công bằng, liêm chính gì cả. Đó là như vậy. Nhưng mà Putin đâu có thừa nhận mình là độc tài. Putin cho rằng là Zelensky là độc tài. Putin cho rằng là Mark không là độc tài. Joe là độc tài. Còn Putin là trời ơi, công bằng, bác ái, yêu thương, xã hội chủ nghĩa tuyệt vời. Nên là cái bầu cử vừa qua tại đất nước Nga đã làm cho rất là nhiều người có lên tiếng. Còn riêng biệt về Putin thì sao? Ông Putin, ông ca ngợi, ông cảm ơn cử tri đã ủng hộ, đã lựa chọn đúng con đường mà tương lai của nước Nga phải đi. Ông ta cảm ơn cử tri một cách nồng hậu. Đàn em của Putin thì sao? Vuốt ve, tâng bốc, điện thoại, chúc mừng. Chắc chắn trong đó có bác trọng nhà ta. Bác trọng nhà ta, Nguyên nghĩ cũng là trong những người, chắc là điện thoại người đầu đó. Đi trọng. Thì nhưng mà, nói đến đây mới nói, các quý vị mới nhớ đó là trước khi cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, thì mỗi lần đất nước Nga có bầu cử, ai thắng thì sẽ được toàn cầu chúc mừng. Toàn cầu trên thế giới. Nhưng bây giờ thì cứ le que dài quốc gia thôi. Le que dài tấm lá me rơi rụng xuống điện thoại chúc mừng Putin. Để cho các quý vị thấy rõ được là Putin đã bị cô lập như thế nào. Bây giờ chúng ta điển hình đi nha. Bao nhiêu quốc gia điện thoại chúc mừng Putin bây giờ? Những cái quốc gia thân cận với Putin thôi. Vì ngoại giao họ bắt buộc phải chúc mừng. Còn những quốc gia khác họ lên án, họ cho rằng là cái bầu cử này nó hoàn toàn nó không đúng theo cái hợp lệ. Nhưng mà ai nói gì nói, ai nói ngã nói nghiêng thì Putin vẫn là người nắm quyền.
Các quý vị cũng biết là Tổng thống Zelensky ông ta nói cái gì không? Ông ta nói cái gì về liên quan đến cái bầu cử của Nga và Putin tái đắc cử? Ông ta nói rằng là Putin say trong quyền lực và cai trị đến cuối đời. Không, ông ta không có dùng cuối đời, ông ta cùng kêu là cai trị mãi mãi, eternal là mãi mãi, vĩnh viễn. Nguyên dịch phải đúng nghĩa mới được, nếu không văn từ của một vị tổng thống mà mình mổ xẻ mình dịch không chính xác là lỗi đó. Thì nói chung là bởi vì tổng thống Zelensky ông ta không hiểu, Nguyên phải nói thật là Nguyên không phải binh là bắt Putin gì cả, bởi vì Nguyên nói là sống những quốc gia tự do mình sẽ không hiểu những người độc tài, những người độc tài sẽ không hiểu được cái gì tự do, mà nhiều khi họ hiểu có cái vị kêu là lắc quá hả. Cái này 5G đó, mua sim 5G mà nó còn lắc nữa, 5 net nó, chứ nếu cái khách sạn mà cù ấp lắm, 5G đó mà còn lắc nữa, còn yếu nữa thì thôi, không biết bao nhiêu G mới phê đi. Một G thì chẳng phê, 2G thì nó tê tê, 3G thì nó phê phê nhẹ nhẹ, 4G thì nó đã phê, mà 5G nó đúng là nó phải quá phê chứ. Mà làm cái gì 5G mà còn bị lắc nữa là sao? Bình thường á, cảm ơn nhiều các quý vị làm cho Nguyên hồi hộp. Cỡ này Nguyên bị cái trục trặc kỹ thuật, kiếp Nguyên bị ám ảnh. Đi nước ngoài nó lúc nào cũng vậy, nó bị ám ảnh các quý vị. Mà mua cái sim 5G gì mà còn cho là lắc nữa là Nguyên bó tay rồi. Bây giờ nó chưa ra 6G. 6G là tim nó ngừng đập luôn. Nó phê quá nó ngừng đập luôn bây giờ. Thôi, Nguyên nói đùa thôi. Chúng ta tiếp tục cái tình trạng, cái thông tin về liên quan đến bầu cử của Hoa Kỳ. Sau đó chúng ta nói hết những cái sự kiện cần thiết nói. Chúng ta chuyển sang qua những bản tin quan trọng khác. Các cô chú anh chị em cũng biết á, thì là cái bầu cử này đó thì Putin hoàn toàn bị cô lập, một số lượng quốc gia đã chúc mừng mà thôi. Thì Nguyên đã nói trong đó có Trung Quốc nè, có Việt Nam nè, có Thái Lan nè, có Campuchia nè, có Lào nè, là những quốc gia mà sốt sắng khi được nhận tin là điện thoại liền Iran nè, thí dụ là như vậy. Nhưng chỉ là một con số nhỏ so với những cái gì mà Putin được những cái thời điểm trước. Vì Putin đã mất đi cái đồng minh, mất đi cái sự ban giao giữa nguyên một cái châu lục, châu Âu và châu Mỹ và nhiều quốc gia khác tự do dân chủ. Nên đã thấy rõ được Putin thắng thì cái điều chúng ta đã biết trước, không cần phải là thầy bói, không cần phải là một nhà toán học hay là tính toán giỏi giang gì cả. Chỉ cần hiểu chính trị là biết Putin đã thắng. Nhưng ngược lại chúng ta thấy được cái sự thắng của Putin không ai thừa nhận. Vậy thì Putin thắng, Putin nói cái gì? Cái điều đó mới quan trọng. Thắng thì biết ông thắng rồi. Ông muốn cái gì? Thì thường những người thắng cử thì họ sẽ nói lên những cái lời nói. Thì Putin vẫn giữ nguyên cái lập trường của mình, đó là phải đạt cho mục tiêu cho bằng được. Ông ta khẳng định rằng là trên chiến trường chúng ta mạnh hơn Ukraine, chúng ta đông hơn Ukraine, chúng ta có nhiều vũ khí hơn Ukraine, chúng ta đang ở trên đà ưu thế hơn Ukraine, và mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được trong tương lai dù bất cứ giá nào. Thì là Putin vẫn không thay đổi cái lập trường của mình, và ông ta vẫn tiếp tục muốn tiếp tục có thêm nhiều lãnh thổ của Ukraine cho bằng được. Và cuộc chiến tranh này đã rõ là không thấy có một giai đoạn nào hồi kết. Không có một cái giai đoạn nào hồi kết, cô chú và anh chị em. Đây là để chúng ta thấy rõ được là Putin đang ở trong một cái giai đoạn điên cuồng. Và tại sao Tổng thống Zelensky nói rằng là say mê trong quyền lực và cai trị mãi mãi? Bởi vì Tổng thống Zelensky không hiểu. Những người độc tài đó, họ đã leo lên lưng cọp, họ không xuống được. Các vị cũng biết là những nhà độc tài đó, họ gieo nhiều án thù quá. Họ gieo nhiều quá án thù. Họ gieo nhiều thù oán quá. Họ gieo quá nhiều thứ.
Và bây giờ họ muốn leo xuống, họ leo không được. Họ phải bám quyền lực đến khi nào họ già, họ yếu, không ai giết họ thì họ cũng tự chết, thì họ mới buông quyền lực. Và bây giờ họ buông nửa chừng là họ chỉ con đường chết. Nên những nhà độc tài không bao giờ buông bỏ quyền lực, vì họ xuống lưng cọp là cọp ăn họ. Nên họ không còn đường lựa chọn, các quý vị. Vì trong những cái những năm mà họ lãnh đạo, họ quá tàn bạo, họ gieo quá thù hận, họ gieo thù hận ở ngoài nước, ở trong nước. Mà các quý vị cũng nhìn lại mấy bác nhà ta khi còn nắm quyền tay phong biết mấy. Nhưng mà khi không còn chức quyền thì các quý vị thấy nó có giá trị gì đâu. Nên mấy kẻ tội ác, làm ác, họ sợ mất quyền lực là gì? Vì khi họ mất quyền lực thì nó sẽ dẫn đến nhiều thảm họa cho chính họ và cho gia đình của họ. Nên họ sợ lắm, họ sợ lắm. Nên là họ sẽ làm tất cả thủ đoạn, tất cả những hành động thủ đoạn dơ bẩn để níu kéo quyền lực trong tay của mình mà không để mất đi. Nhưng những vị tổng thống nước ngoài thì hoàn toàn khác. Thí dụ cách đây không lâu, ông Justin Trudeau nói: trời ơi, tao nhức đầu quá bay ơi, tao làm thủ tướng vì tao mệt quá, có nhiều lúc tao muốn nghỉ mẹ cho rồi. Nhưng mà trách nhiệm nhiều quá, bây giờ đất nước kinh tế đang không ổn, muốn nghỉ cũng không được, phải gắng cố gắng. Cũng giống như ông tổng thư ký Liên minh NATO, ông Jens Stoltenberg: tao mệt lắm rồi, cho tao đi về hưu đi, cho tao nghỉ đi, tao mệt lắm rồi, tụi bay cứ ép tao làm hoài, cho tao nghỉ đi. Nó là khác cái vậy, thấy không? Những cái quốc gia tự do đó, mấy cái nhà lãnh tụ đó, họ làm việc họ cảm giác mệt mỏi lắm. Tới một cái giai đoạn nào đó họ muốn được nghỉ ngơi, họ không muốn ôm những cái chức vụ trên người của mình nữa, vì cái chức vụ nó làm cho họ phải hy sinh nhiều, làm việc nhiều, chứ họ không phải là những người hưởng lợi. Nên là nó khác biệt giữa độc tài và tự do, nó nằm ở chỗ đó. Đó là bản tin liên quan đến sự kiện phát biểu của Tổng thống Zelensky. Thì lúc đó Nguyên cũng quên nhắc đến một cái người rất là quen thuộc trong diễn đàn của chúng ta, mà các quý vị rất là yêu mến, đặc biệt là mấy bác tại châu Âu, đó là ông Medvedev. Ngay lập tức khi được cái báo cáo là cái con số thắng của Putin áp đảo với là 87.7%, Medvedev là người đầu tiên đưa ra báo chí chúc mừng Putin. Công nhận Medvedev, Nguyên nói có bằng cấp liếm bô giỏi thiệt. Medvedev là người đầu tiên ca ngợi sự anh minh thần võ của bác Putin. Đó, thấy chưa? Dân Nga lúc nào cũng đứng về phía Putin. Putin được lòng dân, Putin như thế này, Putin như thế kia. Bác Medvedev nhà ta là người đầu tiên từng bóc Putin lên 9 tầng mây sau khi cái kết quả bầu cử được tung ra bên ngoài. Đó là câu chuyện của bầu cử mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ chúng ta nói về chiến trường. Bữa nay nhiều tin hot lắm mà Nguyên chia ra nhiều giai đoạn. Thực tế là Nguyên trong cái thời gian mà Nguyên di chuyển đó, có thời gian nào là Nguyên làm việc thời gian đó, vì Nguyên đang theo dõi những cái bản tin ở tại Nga nó có những cái biến cố gì không. Nên là nó có nhiều sự kiện khá là nổi bật sau cái kết quả bầu cử. Ngay sau cái kết quả bầu cử thì Putin đã ban lệnh tấn công. Putin cho rằng là những cái hành động trong cái thời gian bầu cử Ukraine phải trả giá. Ngay lập tức Putin đã ban lệnh cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tấn công vào trên nhiều lãnh thổ của Ukraine. Nga đã tấn công vào ba bốn thành phố chính, trong đó là thành phố Sumy là thành phố tổn hại khá nặng nề, thành phố Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, thành phố Mykolaiv là thành phố ở miền nam, thành phố Odessa. Nga đã tấn công nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó gồm máy bay không người lái, quả tiễn, vân vân và vân vân. Thì phải nói là đây là cái điều mà Putin mới vừa nhận chức, Putin đã ban lệnh tấn công liền. Một số lượng may mắn thay là hiện bây giờ phía bên Ukraine với cái sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky vẫn còn cầm cự được. Họ đã ngăn chặn khoảng tầm 70% số tấn công của Nga.
Tất nhiên cũng đã làm thiệt hại khá nhiều về kiến trúc, tài sản và sinh mạng của con người dân Ukraine. Vì đây là cuộc tấn công tầm xa của Nga đã nhắm 4 thành phố lớn của Ukraine mà tấn công trong cái ngày mà Putin mới vừa nhận được tin mừng là tái đắc cử, là ông ta đã ban lệnh tấn công. Để chúng ta thấy rõ được là Putin vẫn tiếp tục có những hành động khủng bố, vì ông ta cho là ông ta trả thù những hành động của Ukraine trong giai đoạn bầu cử. Vì ông ta bận vấn đề bầu cử nên ông ta không có lên tiếng. Nhưng bây giờ bầu cử đã kết thúc, ông ta tập trung vào cuộc chiến và ông ta thúc đẩy cuộc chiến tranh này. Ông ta còn cho rằng cuộc chiến tranh này lực lượng của Nga sẽ chiến thắng một cách vẻ vang trong thời gian sắp tới gần đây thôi. Và bây giờ, cho Nguyên cập với cái tựa đề chính. Nước Đức công bố cái gì ngày hôm nay? Chính phủ Đức đã họp khẩn cấp và chính phủ Đức đã đưa ra một cái kết luận qua nhiều sự việc mà điều tra của Đức. Theo tình báo của Đức cho biết rằng là Nga đang âm thầm chuẩn bị củng cố lực lượng sau cuộc chiến tranh với Ukraine. Có nghĩa là cuộc chiến tranh Ukraine nó có thể chấm dứt hay là nó đóng băng. Thì sau cái tình trạng đó thì Nga sẽ bước vào một cái giai đoạn phần 2. Đó là cái giai đoạn đối đầu trực tiếp với NATO. Theo nguồn tin quốc cho biết là Nga đang âm thầm điều động lực lượng vũ khí hạt nhân và nhiều vũ khí hạng nặng của mình, và binh sĩ của mình đang len lỏi gửi càng ngày càng nhiều đến Belarus. Và biến Belarus trở thành cái pháo đài để tấn công châu Âu. Và nước Đức kêu gọi tất cả thành viên NATO phải chuẩn bị tâm lý trong những năm gần nhất. Và chuẩn bị rằng là chúng ta không còn đường lựa chọn, phải đối đầu với Nga vì kẻ địch đã chuẩn bị tấn công chúng ta trước. Thì đó là cái tình báo của Đức. Qua những cái sự điều tra có thật gì hay không thì chúng ta không rõ các quý vị ha. Nguyên không có thể nói được cái điều đó, vì chúng ta nói cái tương lai mà. Cái tương lai thì bữa nay chúng ta suy luận như vậy, chúng ta có thông tin như vậy, tương lai nó thay đổi thì chẳng ai biết. Nhưng đây là cái báo cáo của Đức. Họ cho rằng Nga đã chuẩn bị đối đầu với NATO khi tình hình Ukraine lắng động lại, bằng hình thức này hay bằng hình thức khác, thì họ sẽ chuyển sang qua phần 2 là tấn công vào NATO. Thì cái kịch bản đó nó đã có nói cách đây khá lâu, nhưng bây giờ là họ khẳng định chứ không phải là kịch bản. Cách đây vài tháng về trước, nước Đức cũng đã đưa ra một cái báo cáo và họ đã suy luận rằng là trong tương lai giữa NATO và Nga sẽ có cuộc chiến và nước Đức phải có vai trò gì. Họ đã có suy luận điều đó. Nhưng bây giờ họ không còn suy luận nữa, mà họ cho là họ khẳng định. Nó là khác biệt giữa suy luận và khẳng định. Và bây giờ cái báo cáo của Đức đã dấy lên một cái làn sóng mới. Và ông Pháp nhà ta dữ dội vô cùng. Cái này Nguyên để dành cho chương trình thứ 22. Nói về Tổng thống Pháp mới vui, nên là Nguyên để dành. Sau khi cái báo cáo của Đức được đưa lên thì Tổng thống Pháp đã có cái phản hồi dữ dội mà chút nữa Nguyên chia sẻ với các quý vị. Giữ lại cho phần 2, phim hấp dẫn chúng ta chờ từ từ. Chiếu hết một lượt bà con cô bác không có hào hứng. Vì cỡ này Tổng thống Pháp Nguyên nổi lắm, nên là Nguyên giữ lại cái phần 2 chương trình cái giờ sau. Nên là để cho các quý vị thấy là sau khi cái bầu cử của Nga thì lại có những cái sóng gió mới. Và đặc biệt là Đức, Pháp, Ba Lan và vài quốc gia khác, họ đang chuẩn bị cho cái kịch bản xấu nhất. Các quý vị, họ đang chuẩn bị cho cái kịch bản xấu nhất. Và cái điều đó thì đối với Nguyên nó không có cái gì sai hết. Vì mình phải chuẩn bị hết tất cả những kịch bản. Vì khi chuẩn bị tâm lý chúng ta không có ấy. Cũng giống như Nguyên nè, Nguyên đến Thái Lan là Nguyên cũng chuẩn bị sẵn luôn, chuẩn bị kịch bản. Nguyên qua bên Thái Lan chưa biết đi đâu hết trơn, chưa biết làm gì, thì mấy bác đã nhắn tin là: "Ê Nguyên, Nguyên qua Thái Lan mà đổi giới tính hay gì Nguyên?" "Hay không, không có đâu, không có đâu." Nguyên muốn giữ nguyên giới tính nè.
Nguyên không có thích là xăng pha nhớt. Nguyên thích xăng là xăng, là nhớt là nhớt à. Các bác không cần phải lo. Vì Nguyên có định Á Châu và chưa bao giờ đi Thái Lan, nên là Nguyên muốn ghé Thái Lan để cho biết đó biết đây, ai cũng đi rồi mình chưa đi, mình là chậm trễ nhất. Mình là chậm trễ nhất, nên là mình chưa đi. Cô chú anh chị em, nên là mình đi cho nó biết. Mình đi cho nó biết, sẵn tiện là đi rồi. Thì Nguyên nói là Nguyên là con chim không chân. Nguyên đã có từng một thời gian đi du lịch gần cả mấy năm trời, mà khi lúc đó chẳng có bao nhiêu tiền trong túi, mà Nguyên vẫn có thể đi được, đi đâu làm ở đó, đi đâu là xin việc làm chui ở đó. Đi đâu mà xin việc làm chui ở đó, rồi sống ở đất nước người ta vậy đó, rồi cứ đi nơi khác là tiếp tục như vậy. Thời lúc mà còn mới vừa ra trường rồi muốn đi khám phá châu Âu, khám phá châu Âu, thì một thời gian dài rồi Nguyên cũng không có đi du lịch nhiều lâu như vậy. Đợt này thì Nguyên đã quyết định đi một cái chuyến đi cũng khá lâu, chắc là phải ít nhất là một tháng. Nên là trừ khi có những cái biến cố đặc biệt thì Nguyên sẽ ngừng cái cuốn đi du lịch của mình. Còn nếu không, lỡ đi rồi thì đi cho nó đã. Lỡ đi rồi đi cho nó đã. Về nhà lại cài lại cho nó đã lại. Phải chịu thôi. Cuộc đời mà. Thôi, không nói về chuyện của Nguyên. Bây giờ chúng ta phải nói chuyện quan trọng. Cho Nguyên cập nhật cái chuyện quan trọng ngày hôm nay, đó là bản tin liên quan đến quốc gia Moldova. Các quý vị cũng biết là Moldova nó giống như cái hoàn cảnh y hệt giống như là Ukraine, không khác biệt gì hết. Moldova có một cái vùng đất ly khai cũng giống như Ukraine, có khu vực Donbass. Moldova có cái khu vực Nga chiếm đóng cũng y hệt giống như Ukraine bị đảo Crimea Nga chiếm đóng. Moldova có một cái lịch sử lai lai giống như Ukraine và Nga. Moldova và Nga lai lai giống nhau. Có thể nói là trong thời gian gần đây thì Moldova với cái khu vực ly khai đang nóng dần. Thì đã có sự xung đột bắn qua bắn lại dài lần rồi. Thì cái khu vực ly khai nó cầu cứu Putin, nhưng mà Putin phớt lờ. Vì Putin không thể nào yểm trợ cho cái khu vực ly khai này được. Khi phía bên Moldova thì đang dựa dẫm vào Pháp. Pháp mới vừa ký hợp đồng quân sự với Moldova cách đây không lâu. Và Pháp yểm trợ cho Moldova. Và Pháp dưới Moldova có ý định là lợi dụng thời cơ Putin đang bận rộn cuộc chiến tranh Ukraine, loại trừ những kẻ thân Nga ra khỏi đất nước. Thì là cái âm mưu này nó đã có từ lâu. Nó đã có từ lúc mà cách đây 6 tháng về trước. Và cái âm mưu này nó bắt đầu nó thành hình khi lúc đó thấy Putin không thể nào yểm trợ cho hai mặt trận. Thì gần đây nhất có một cái chuyện lạ xảy ra. Phía bên ly khai Moldova cáo buộc rằng là căn cứ quân sự của họ đã bị tấn công một chiếc máy bay không người lái, và họ cho rằng đây là chiếc máy bay của Ukraine đã tấn công vào căn cứ quân sự của họ và tiêu hủy một chiếc trực thăng chiến đấu của họ đang đậu ở tại sân bay. Cái bản tin này nó thực tế là cái bản tin nó khá là gây sốc. Nhưng cái chuyện lạ thay là phía bên Ukraine họ không thừa nhận, họ im. Thế giới cũng im lặng. Không ai muốn phanh phui cái câu chuyện này hết. Khi lúc đó một cái nơi ly khai căn cứ quân sự thân Nga lại bị tấn công mà Nga cũng im lặng phăng phắc luôn. Có nghĩa là cả thế giới biết cái chuyện này nhưng không ai muốn moi móc lên hết. Nó lạ các quý vị. Nó lạ. Cái phía bên ly khai họ cũng không dám làm cái gì hết. Ukraine thì không thừa nhận. Phía bên ly khai cũng không dám đáp trả. Nga cũng im lặng. Pháp cũng im lặng. Nên là cái câu chuyện nó đã lắng động xuống. Nhưng đó chỉ là một cái mồi lửa đầu tiên. Theo tình hình biến chuyển, khi Nga im lặng, phía bên ly khai im lặng, thì chính phủ Moldova sẽ tiếp tục. Và đây cũng là một cái cơ hội cho Moldova khỏi bị kèm kẹp của đất nước Nga trong tương lai. Và nếu họ làm thành công thì đất nước họ thống nhất. Họ làm được hay không thì còn là một chuyện khác. Nhưng mà thấy rõ được là bắt đầu có cái xu hướng những cái quốc gia bị Nga kèm kẹp. Hiện bây giờ họ muốn kẻ nào thân Nga họ đuổi về Nga hết. Tôi lấy là đất nước của tôi lại.
về họ lợi dụng tình hình cuộc chiến Ukraine và Nga kéo dài, Nga không thể tiếp tế vận chuyển lương thực vũ khí cho đồng minh. Và bởi vì như vậy nên họ đã bắt đầu có những hành động tấn công vào những nơi ly khai. Chứ ngày xưa làm gì có. Ngày xưa khi Nga mà không có đánh chiến tranh làm gì dám đụng. Đụng một cái là Nga kéo binh qua liền. Cho Nguyên nói nghe, các quý vị còn nhớ cái bầu cử ở Kazakhstan không? Với Kyrgyzstan không? Khi người dân biểu tình không? Putin gửi binh sĩ Nga để yểm trợ cho những quốc gia này không bị lật đổ liền. Nhưng bây giờ Putin gửi đâu? Binh sĩ còn không đủ cho chiến trường. Lý do mà Armani đã quay lưng vào với Nga là cái lý do đó. Và Nga không còn đủ khả năng yểm trợ cho đồng minh, khi lúc đó đâu phải yểm trợ là miễn phí. Đâu có cái gì phí. Cũng giống như các quý vị nghĩ là Mỹ đóng đô ở tại châu Âu là miễn phí hả? Một năm nước Đức phải trả tiền bao nhiêu cho Mỹ? Nam Hàn phải trả một năm bao nhiêu tiền cho Mỹ? Ba Lan một năm phải trả cho bao tiền cho bao nhiêu Mỹ? Đâu phải ngồi không đâu. Đồng minh là đồng minh. Tiền bạc vẫn là tiền bạc. Chứ đâu phải là kiểu là đồng minh rồi tôi làm miễn phí đâu. Đâu có. Tại sao mà Armani cắt đứt với Nga vì tôi tốn tiền cho anh? Tôi trả tiền cho anh. Nhưng anh không giúp đỡ gì được hết. Thì tôi tại sao tôi phải làm? Tại sao tôi phải làm? Nên là cái điều đó mà Armani mới hoàn toàn cắt đứt. Và Armani bây giờ không muốn xin vô châu Âu. Họ năn nỉ. Mà bà chủ tịch Liên minh châu Âu bà đồng ý. Bà thì đồng ý rồi đó. Bà thì cái danh sách đầu tiên nhất là bà ưu tiên cho Armani. Bà kêu là đầu tiên nhất là tôi cho Armani là đầu tiên nhất. Cái người kế tiếp sẽ được vô Liên minh châu Âu là Armani. Thì bà muốn cho Armani hoàn toàn quay lưng lại với Nga. Cái chủ đề của Việt Nam ngày mai Nguyên tâm tình. Chủ đề của Việt Nam ngày mai Nguyên tâm tình. Bữa nay chủ đề Ukraine và Nga, cho Nguyên cáo lỗi là Nguyên tập trung vào cái mỗi bản tin. Nếu không nó sẽ cái bản tin chúng ta chi phối. Cái tánh Nguyên đã tiếu lâm rồi. Trong bài bản tin của Nguyên, Nguyên còn chim theo những cái lời tiếu vô rồi. Chim theo những câu chuyện hài ước rồi. Mà bây giờ mà chúng ta nói nhiều chủ đề quá thì cái thông tin chúng ta nó bị lộ. Ảnh có rõ hay không? Các quý vị nào nghe được tốt thì cho Nguyên lại một cái tín hiệu để Nguyên tiếp tục cái bản tin thời sự nóng bỏng, sôi động. Nó có một chút xíu thôi, mấy giây. Cảm ơn các quý vị. Mấy giây. Có thể khả năng tách rời ra khỏi Nga thì họ dựa dẫm vào châu Âu. Và một cái điều may mắn cho Armenia là Armenia được ưu đãi. Đó là Armenia sẽ là trở là thành viên của Liên minh châu Âu 28 trong thời gian gần nhất. Tiếc cho Ukraine là chưa được. Ukraine còn phải mất lâu lắm. Ukraine còn phải rất là lâu thì Ukraine mới được sáp nhập. Nên là còn lâu lắm các cô chú và anh chị em. Nên đó là cái đáng buồn ha. Đó là chúng ta nói về vấn đề của những quốc gia Moldova, Armani mà những cái bản tin đang sôi động mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một bản tin nhỏ khác. Đó là hiện bây giờ vợ của ông Navalny đã bắt đầu không có thể hoạt động ở tại Nga được nữa rồi. Các quý vị biết là sau cái chết của chồng đó thì bà đã đứng lên thay thế cái vị trí của chồng bà và đã kêu gọi cái đảng phái ủng hộ tiếp tục đấu tranh. Thì bây giờ thì bà hoạt động càng ngày càng mạnh. Nên là bà bắt buộc phải hoạt động ở ngoài đất nước Nga. Vì ở trong đất nước Nga hoạt động thì chỉ có gỡ lịch thôi. Thì đó là cái điều mà bà đã thấy học cái bài học sai lầm của chồng bà. Lầm của chồng bà là ngày đó là ngoan cố vẫn trở về nước. Khi lúc đó cả thế giới đã kêu gọi là không nên về. Và ông ta nói cái câu là đấu tranh phải đấu trong đất nước, ở ngoài đất nước không có hữu hiệu. Thì bà đã nói bước thì bà đã quyết định làm việc ở nước ngoài, bà không trở về Nga nữa. Nhưng mà với cái xã hội của Nga thì không có chỗ nào là an toàn hết các quý vị nha. Trong khi nhắc là Nga là chuyên gia ám sát người ta ở nước ngoài nhiều lắm.
từ lúc đầu cuộc chiến tới giờ đó thì những ai mà chống đối Putin á thì chết một cách đột ngột ở trong nước mà ngoài nước thì quá trời. Các quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà cái anh mà đầu hàng cho binh sĩ Ukraine đó. Cái anh đầu hàng cho binh sĩ Ukraine mà lái trực thăng đó, anh bị ám sát ở bên Tây Ban Nha. Cái bà mà giám đốc bầu cử của đợt này nè, xe bà bị nổ mìn. Cái bà đúng ra là cái bà mà điều hành cái bầu cử nè, bà chết nó thay thế người khác. Trong xe bà bị đặt mìn. Cái ông tỷ phú dầu quả phản bác Putin ở Anh Quốc bị ám sát chết nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm. Gián điệp và tình báo của Nga, tiền bạc của Nga có để mua sát thủ. Thì không có nghĩa là chúng ta ở nước ngoài là chúng ta an toàn đâu. Nhất là những cái người mà có cái tầm ảnh hưởng làm thiệt hại đến Putin. Thì Putin tiền thì đếm không có nào hết được. Nên là mua sát thủ thì rất là dễ. Nguyên mong là bà vợ của Navalny sẽ không xảy ra biến cố gì. Và bà ta vẫn tiếp tục tích cực để mà đi theo cái con đường đấu tranh của chồng của mình. Và để nối rước, để cho cái ngọn lửa đấu tranh cho đất nước Nga nó không dập tắt. Nên là mình mong là cái điều vậy. Mà cỡ này bà xuất hiện thường, bà mới xuất hiện ở lãnh sự quán Nga ở tại Đức, bà biểu tình với những người Đức. Bà xuất hiện nhiều nơi, bây giờ bà xuất hiện rất là thường xuyên. Bà đi đâu cũng được người Nga ở nước ngoài cổ vũ và ủng hộ bà rất là nhiều. Nhưng mà cái điều đó là cái điều sẽ nguy hiểm, vì chính phủ Nga đã đe dọa bà rồi. Chính phủ Nga đã đe dọa bà rồi. Bởi vì cái chết của ông Navalny mới vừa còn nóng quá. Bây giờ đụng gia đình của ông Navalny nữa thì sợ cái dư luận xã hội của người Nga sẽ bất mãn, cho là chính phủ quá tàn bạo. Nguyên tin chắc gia đình của Navalny sẽ không xong. Khi câu chuyện nó lắng động chút xíu vài năm, cái chết của Navalny người ta quên lãng với thời gian. Rồi bắt đầu cô chú và anh chị em bắt đầu có bạn nào đang viết tiếng Thái không? Cô chú anh chị em mà đang viết tiếng Thái Kapanikap, đọc là hiểu biết chết liền luôn. Để Trung Nguyên nói đó, trong tương lai lắng động lại xuống thì gia đình của Navalny ở tại Nga sẽ te tua. Sẽ te tua. Bây giờ thì họ không có đụng lắm. Họ chưa có đụng nhiều lắm dòng họ gia đình của Navalny, nhưng mà sau đó thì hoàn toàn khác. Sau đó họ tìm biện pháp, họ thủ tiêu từng người một. Đó là câu chuyện về liên quan đến Navalny mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật tình hình một chút xíu về cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ. Nó đang có ở trong một cái giai đoạn biến chuyển, và lời phát biểu của Tổng thống Trump đã làm cho nhiều người chia sẻ. Tổng thống Trump nhà ta hơi ghẹo, và cái lời nói này sẽ làm cho rất là nhiều người không hài lòng. Tổng thống Trump cho rằng là ơi, Zelensky là một cái thằng bán hàng của nó giỏi, nó hay, nó bán hàng giỏi, nó quảng cáo giỏi, nó hay, nó lúc nào nó cũng kêu được cái sự giúp đỡ, ủng hộ, vũ khí, tiền bạc cho Ukraine hết, nó hay thật. Đây là cái lời khen, mà cái cách khen của cựu Tổng thống Trump đó, nó hơi bị chiêu chọc. Nó hơi có cái lời, mình kêu là cái lời chiêu chọc. Tất nhiên là trong Nguyên nói, đối với Nguyên, Tổng thống Zelensky làm marketing là tuyệt vời. Tại sao vậy? Vì ông ta, trước đó ông ta là gì? Diễn viên. Ông ta làm hài kịch. Ông ta là talk man show. Ông ta đã có khiếu ăn nói và có khiếu điều hành. Ông ta biết làm sao tập trung cho người ta chú ý. Ông ta biết làm sao làm đúng cái bổn phận của mình. Bẩm sinh, Zelensky đã giỏi về lĩnh vực này rồi. Vì ông ta là người sân khấu mà. Cái người sân khấu nào mà xuất hiện không giỏi? Những cái người mà lên sân khấu mỗi ngày, họ đã quá giỏi để tiếp xúc. Họ quá giỏi để thuyết phục. Nên tất nhiên là họ có đủ khả năng để có tiếng nói kêu gọi và tập trung để cho người ta chú ý. Các quý vị cũng biết là nói cũng là một cái nghệ thuật. Nói cũng là một cái thiên tài. Và cựu Tổng thống Trump cũng là một thiên tài. Nguyên nói thẳng luôn là những người họ có, Nguyên kêu là cái phát ngôn của họ có sức mạnh, hu thúc người khác lắng nghe. Và cái điều đó không phải ai cũng có. Phải nói chăng là Nguyên nói là nếu không phải Tổng thống Zelensky làm Tổng thống, một cái ông nào đó thì chưa chắc được sự giúp đỡ nhiều như vậy.
Chỉ có điều là Nguyên nói một câu là như thế này nè. Là cô chú anh chị em, trong cái người làm chính trị, dù giỏi cách mấy, tài cách mấy, trong chính trị lúc nào chúng ta cũng sẽ có sai lầm, vì chúng ta là con người. Tổng thống Zelensky cũng vậy, cựu tổng thống Trump cũng vậy, bác Joe nhà ta cũng vậy, hay bác Trọng ở Việt Nam cũng vậy. Vì nhắc nhở, chúng ta có hiến pháp, hạ viện kỳ cự, thượng viện nắm cán, chúng ta có lực pháp tối cao pháp viện để mà im ngăn chặn sự sai lầm của nhà lãnh tụ tối cao. Đó. Thì Tổng thống Zelensky cũng có sai trong quá khứ, Nguyên phải thừa nhận cái điều đó. Bác Trump nhà ta cũng có sai. Nhưng phải thừa nhận hai vị này đều là những người tài giỏi về ăn nói. Nhưng mà lập trường thì nó đối nghịch cái giai đoạn này. Vậy thôi. Chính trị mà lập trường bây giờ nó đối nghịch. Nên là cái lời phát biểu của bác Trump ngày hôm nay, nhiều báo chí cánh tả nó đưa rất là nhiều. Nhiều báo chí cánh tả nó đưa rất là nhiều, cô chú và anh chị em. Đó là cái câu phát biểu của tấm Trump mà có nhiều người đang chia sẻ một cách khá là rầm rộ. Mà Nguyên nói thì cái lời nói của ông không có gì sai lắm. Vì thì thực tế Zelensky có tài thiệt mà. Có tài thì giờ nó có tài, có giỏi thì kiếm được nhiều tiền thì phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Tất nhiên là dùng cái ngôn từ nó hơi chiêu chọc một chút xíu. Nhưng mà cái vấn đề đó, cái kết luận nó giống nhau, đối với Nguyên cái kết quả nó giống nhau mà. Và khi lúc đó bác Trump nhà ta cũng bị người ta chỉ trích y hệt như vậy mà. Bị người ta lên nói cũng tương tự như vậy mà. Thì Nguyên thấy hai người đó về ngôn từ, kêu là cái khả năng ngôn luận á, nó tương đương lẫn nhau, tương đương lẫn nhau. Đó là bản tin liên quan đến lời phát biểu của bác Trump. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một chút xíu về tình trạng của Quốc hội của Mỹ, cái gói trợ cấp nó đang biến chuyển tới đâu rồi. Thì theo nguồn tin rò rỉ từ trong những cái buổi họp ở tại Quốc hội cho biết, đó là cái giai đoạn đã bước vào giai đoạn thứ hai. Cho các quý vị, trong Nguyên nhắc lại là ông Mike Johnson, ông nói là chúng tôi đang thảo luận để làm sao nó hài hòa giữa đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, cánh hữu và cánh tả, cực hữu và cực tả, có thể chấp thuận được cái gói trợ cấp cho Ukraine. Chúng tôi không thừa nhận cái đề nghị đến từ Tổng thống, vì tôi cho rằng cái đề nghị của Tổng thống nó thiếu sót, nó không đúng những gì mà nhu cầu của người dân Mỹ đang cần. Nên chúng tôi phải sửa đổi lại và chúng tôi phải làm sao cho nó hợp lý. Và chúng tôi phải đi qua 3 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thảo luận, nói chuyện. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn viết. Và giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn chúng ta bỏ phiếu. Thì bây giờ ông công bố là chúng ta đã bước vào giai đoạn thứ hai. Chừng nào quyết định giải quyết xong thì không biết. Không còn thảo luận nữa là bắt đầu viết ra văn bản. Chuẩn bị viết ra văn bản, rồi trong thời gian sắp tới sẽ trình bày lên Quốc hội trở lại rồi bỏ phiếu. Thì có nghĩa là có một sự tiến bộ nhỏ, có một sự tiến bộ nhỏ của chú và anh chị em. Thì cái đó cũng là chúng ta chờ đợi thôi. Bây giờ là Ukraine họ đang chờ đợi từng phút, từng giây, từng giờ. Vì ngày nào mà cái số tiền nó chưa đến, không có đủ mua vũ khí, đạn dược, không có đủ trả tiền cho binh sĩ thì rất là khó khăn cho Ukraine. Nên Ukraine phải chờ đợi, mà không biết chừng nào thì Nguyên không biết. Đây là bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Một chút nữa, nó có một bản tin cực kỳ là nóng hơn nữa, liên quan đến quyết định của Tổng thống Pháp, lực lượng quân đội của Pháp như thế nào. Và cái bản tin đó Nguyên mổ xẻ và chia sẻ với các quý vị kỹ càng hơn, để cho các quý vị biết rõ được là tình hình ngày hôm nay nó căng sau khi Putin tái đắc cử. Và Tổng thống Pháp của Nguyên tại sao lại xuất hiện trên những tờ báo chính nữa đó, mà không, cái này lên báo quá trời, ngày nào cũng lên báo hết. Pháp cỡ này nổi quá. Cỡ này các quý vị thấy là Nguyên đưa tin Pháp nhiều. Vì sao? Vì tin Pháp cỡ này là cái tin đang hot. Liên quan đến Tổng thống Pháp nó hot. Liên quan đến ổng, vợ ổng cũng hot nữa. Cỡ này hai vợ chồng cũng hot lắm. Báo nào cũng thấy hình hai vợ chồng cũng hot.
Huyên đọc, các bạn biết là nhiều khi Huyên đọc là 20-30 tờ báo mà. Mà tờ báo nào Huyên dở ra cũng thấy vợ chồng, hình vợ chồng ổng hết. Huyên đọc tin ổng không có mệt á.